trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quân đội Mỹ tấn công 3 địa điểm dưới lòng đất của Houthi ở Yemen. Palestine lên án việc Israel tịch thu đất ở bờ Tây để xây dựng các khu định cư. Israel mở cửa ngõ mới cho viện trợ vào Gaza. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cho biết, các lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào ba cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của Houthi. Bên cạnh đó, tuyên bố nêu rõ, các lực lượng Mỹ cũng đã tấn công và loại bỏ thành công bốn máy bay không người lái tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen trong cả ngày 22 tháng 3, đồng thời ghi nhận bốn tên lửa đạn đạo chống hạm do Houthi phóng về phía biển đỏ. Sencom tuyên bố, không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo bởi tàu Mỹ, liên quân hoặc tàu thương mại khi xung đột ở giải Gaza gia tăng. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel và ngăn chặn các tàu thân Israel đi qua vùng biển của Biển Đỏ và eo biển Bab Amandab cho đến khi quân đội Israel ngừng hoạt động quân sự ở Gaza. Lực lượng Houthi đã tấn công hàng chục tàu dân sự và quân sự ở Biển Đỏ và vịnh Aden kể từ giữa tháng 11 năm ngoái. Để đáp lại hành động của Houthi, Mỹ đã tuyên bố thành lập một liên minh quốc tế và triển khai chiến dịch nhằm đảm bảo tự do hàng hải và an toàn cho tàu bè ở Biển Đỏ trong diễn biến có liên quan, trang Defense News ngày 22 tháng 3 đưa tin, Hải quân Mỹ và hãng Lockheed Martin đã phát triển và áp dụng các bản nâng cấp phần mềm cho những khu trục hạm bắn rơi tên lửa và máy bay không người lái UAV ở Biển Đỏ từ lực lượng Houthi ở Yemen. Việc nâng cấp được tiến hành nhờ một nhóm chuyên gia kỹ thuật thu thập mọi dữ liệu qua các vụ đối phó Houthi tấn công tàu thuyền từ tháng 10 năm 2023. Nhóm đã nghiên cứu những lần đối phó của tàu, máy bay Mỹ ở Trung Đông cũng như các mối đe dọa từ Houthi nhằm điều chỉnh các hoạt động của hạm đội để quan sát, đánh bại máy bay không người lái và tên lửa tốt hơn. Các chuyên gia cũng xem xét những khả năng mới giúp hạm đội tự vệ và bảo vệ các tàu thương mại. Nỗ lực mới được dẫn đầu bởi Trung tâm Phát triển Tác chiến Mặt nước và Bom mìn Hải quân Mỹ, SMWDC, với sứ mệnh phát triển chiến thuật trên mặt nước, đưa vào huấn luyện và cung cấp kiến thức chuyên môn chiến thuật cho hạm đội. Chuẩn đô đốc Wilson Max, chỉ huy SMWDC nói, sau khi khu trục hạm USS Caney, lớp Alibuck Bắn rơi 3 tên lửa hành trình phóng từ Yemen hôm 19 tháng 10 năm 2023, Hải quân Mỹ đã theo dõi 24 trên 7 nhằm đảm bảo hỗ trợ ngay cho tàu và các thủy thủ khi cần. Sau đó, SMWDC có các cuộc họp hàng tuần với các thủy thủ, lãnh đạo các nhóm tác chiến, hạm đội 5 và nhiều bộ phận khác. Các tàu và máy bay cung cấp một bảng phân cảnh về những gì đã xảy ra trong mỗi cuộc giao tranh theo quan điểm của họ, cũng như dữ liệu được thu thập bởi radar, cảm biến và hệ thống chiến đấu. Các chuyên gia kỹ thuật của SMVKDC tại Virginia, Mỹ, sau đó làm việc với hàng loạt các bộ phận khác để ra soát dữ liệu cho nhiều mục đích khác nhau. Theo ông Mark, điều đầu tiên là cung cấp phản hồi ngay cho các tàu, nhấn mạnh những khuyến nghị thay đổi về chiến thuật, bất cứ điều gì mới trong hành vi của đối phương, cách giúp các hệ thống tàu nhìn và phản ứng tốt hơn. Song song đó, Hải quân Mỹ và hãng Lockheed Martin tìm kiếm những cách điều chỉnh kỹ thuật có thể thực hiện nhằm nâng cấp hệ thống tác chiến ISIS. Phủ Tổng thống Palestine ngày 22 tháng 3 đã lên án quyết định của chính phủ Israel thu giữ 800 hecta đất của người Palestine nhằm cản trở việc thành lập nhà nước Palestine độc lập. Trong tuyên bố được hãng thông tấn Wafa đăng tải, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Palestine Nabin Abu Rudene cho biết quyết định của Israel đặt ra thách thức đối với cộng đồng quốc tế. Trong khi nhấn mạnh rằng tất cả các khu định cư đều là bất hợp pháp, ông Rudene cảnh báo rằng sẽ không có an ninh hoặc sự ổn định nếu không thành lập nhà nước Palestine độc lập đồng thời phải loại bỏ các khu định cư do Thái. Ông nói thêm rằng, chính phủ Mỹ phải chứng minh cam kết của mình đối với tính hợp pháp và luật pháp quốc tế, đồng thời buộc Israel dừng xây dựng các khu định cư, nếu không bạo lực sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn. Trước đó cùng ngày, Đài phát thanh công cộng Israel đưa tin, chính quyền Tel Aviv đã tịch thu 800 hecta đất ở khu vực thùng lũng Jordani, thuộc bờ Tây, để xây dựng hàng trăm khu nhà định cư. Israel chiếm đóng bờ Tây vào năm 1967 và kể từ đó đã thành lập các khu định cư tại đây, vốn bị cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp. Theo số liệu chính thức của Palestine, hơn 600.000 người định cư Israel đang sống ở bờ Tây và Đông Jerusalem. Trước đó, Bộ trưởng phụ trách vấn đề định cư Oritzchok cho biết Chính phủ Israel thúc đẩy kế hoạch xây dựng gần 3.500 ngôi nhà cho người định cư ở khu bờ Tây bị chiếm đóng. Bộ trưởng Oritzchok nhấn mạnh Chính phủ Israel đang thực hiện đúng cam kết xây hàng nghìn ngôi nhà, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các khu định cư. Cơ quan giám sát khu định cư Israel Bisnao cho biết. Ủy ban quy hoạch đã cấp phép xây dựng 3.426 ngôi nhà trên khắp Maale Adumim và Kedah, phía đông Jerusalem và Efrat, phía nam thành phố. Bộ trưởng tài chính Bezalel Smotrich cũng tuyên bố sẽ mở rộng các khu định cư nhằm đáp trả các vụ tấn công của các tay súng Palestine ở bờ tây. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas tiếp diễn tại giải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã cảnh báo bất kỳ việc mở rộng khu định cư nào của Israel sẽ phản tác dụng trong việc đạt được hòa bình lâu dài với người Palestine. Bộ ngoại giao Jordan cũng lên án động thái trên của chính phủ Israel là bất hợp pháp, vi phạm tất cả các nguyên tắc luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc biệt là nghị quyết 2234 và các tài liệu liên quan. Tuyên bố của bộ này nhấn mạnh rằng quyết định xây dựng hàng nghìn ngôi nhà mới cho người định cư của Israel nhằm thay đổi hiện trạng lịch sử và pháp lý tại các vùng lãnh thổ của người Palestine bị chiếm đóng, đồng thời làm suy giảm mọi cơ hội đạt được hòa bình và thành lập một quốc gia Palestine độc lập có chủ quyền theo danh giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, trong những thập kỷ gần đây, Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư trên khắp bờ Tây. Nơi đây hiện là khu vực sinh sống của hơn 490.000 người Israel cùng khoảng 3 triệu người Palestine. Ngày 22 tháng 3, quân đội Israel cho biết đã mở một cửa ngõ mới cho viện trợ vào giải Gaza, cho phép nguồn cung cấp viện trợ không giới hạn vào giải đất đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói này. Phát biểu với báo giới, Đại tá Moshe Techo, người đứng đầu cơ quan điều phối của Israel và cơ quan liên lạc Gaza, cho biết quân đội nước này đã mở cổng 96, một lối tiếp cận mới để cung cấp viện trợ cho khu vực phía bắc giải Gaza. Ông cho hay, một đoàn 7 xe tải đã đi qua cửa ngõ này vào Gaza trong ngày 21 tháng 3, đánh dấu lần thứ ba tuyến đường này được sử dụng kể từ khi mở cửa. Cũng theo quan chức trên, Israel đang nỗ lực hết sức để mở rộng năng lực viện trợ nhân đạo vào Gaza và hiện có đủ lương thực chi viện cho Gaza mỗi ngày tình cảnh khó khăn của hơn 2,3 triệu người Palestine ở Gaza trong 6 tháng qua, kể từ khi giải đất này bị Israel phong tỏa đã làm dấy lên mối quan ngại của cộng đồng quốc tế. Theo một báo cáo công bố mới đây của Liên Hợp Quốc, nạn đói có nguy cơ xảy ra ở khu vực phía bắc giải Gaza và sau đó có thể lan rộng. Hiện các nước đang nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza thông qua nhiều con đường khác nhau, bao gồm cả đường biển và đường hàng không. Hoạt động vận chuyển bằng đường bộ đến Gaza gặp khó khăn do xung đột vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, nhiều cơ quan viện trợ cho rằng vận chuyển bằng đường bộ vẫn hiệu quả hơn cả. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có mặt ở Israel trong chuyến đi thứ sáu tới Trung Đông kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel nổ ra. Trong ngày 22 tháng 3, ông Blinken đã có cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Nội các Chiến tranh của Israel Benny Gantz để thảo luận về tình hình cuộc xung đột tại giải Gaza. Cuộc gặp trong khoảng 40 phút tập trung vào công tác tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza và kế hoạch của quân đội Israel đổ bộ vào thành phố Rafah, vốn đang vấp phải sự phản đối của quốc tế, bao gồm cả Mỹ. Liên quan đến Rafah, ngày 22 tháng 3, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nếu cần thiết, Israel sẽ vẫn điều quân tới thành phố phía nam giải Gaza này mà không cần sự ủng hộ của Mỹ. Ông cho biết, tại cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Blinken, ông đã nhấn mạnh rằng Israel sẽ không thể đánh bại Hamas nếu không tiến hành kế hoạch quân sự ở Rafah. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 3 tiếp tục không thể thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza được Mỹ đề xuất do Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực bỏ phiếu chống. Dự thảo nghị quyết kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức kéo dài khoảng 6 tuần nhằm bảo vệ dân thường và cho phép tăng cường đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Theo đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebanzia, dự thảo nghị quyết đã bị chính trị hóa quá mức và có thể là động thái bật đèn xanh cho israel tiến hành một kế hoạch quân sự ở khu vực rafa đông dân cư trước đó mỹ cũng từng bỏ phiếu trắng đối với các nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở gaza với nhiều lý do khác nhau mỹ đưa ra dự thảo nghị quyết lần này và tham vấn nhiều tuần với các thành viên hội đồng bảo an tuy nhiên cũng không thể thuyết phục được nga và trung quốc ngay sau khi dự thảo nghị quyết do mỹ đề xuất không được thông qua tổng thống pháp emmanuel macron đã tuyên bố sẽ soạn ra một dự thảo nghị quyết mới để kêu gọi ngừng bắn ở gaza